Dạ có ba câu hỏi như thế này. Trước kia con chưa tu thiền tâm, cuộc sống hàng ngày con gặp thuận duyên thì con mừng, còn nghịch duyên thì con buồn. Nhưng từ khi tu thiền tâm đến nay, con gặp thuận cảnh con không mừng, nghịch cảnh con không buồn. Vậy theo thiền tâm con đúng hay sai? Xin thầy dạy cho con ạ. Sai hoàn toàn. Tu thiền tâm nghĩa là ta phân tích cho mình biết thôi. Còn vấn đề thế giới này phải buồn thương chẳng ghét chứ không có hỏi được. Thấy không? Có con phải thương con anh chứ phải mà người vợ tôi tự nó cũng không thương nó được. Vợ con tôi không thương thì chết rồi, anh thành ra cái đồ đá rồi. Được. Thế giới vật lý có gì phải sống bên đây? Nên nhớ cái chỗ này chữ sai. Đời ấy sẽ được bắt đầu thì hỏng rồi hỏng buồn thương chẳng ghét là đi ra đường đó thấy. Ông đó người chắc anh ta không có người tâm thần này. Mình phải hiểu cái nguyên tắc đó nó. Có nghĩa là không buồn thương gì hết mà không dính. Ngày xưa chưa người ta chửi mình thì mình buồn, mà bây giờ mình chửi mình cũng biết nhưng mà không buồn. Có nghĩa là biết buồn nhưng mà không buồn. Nên nhớ chỗ đó. Nó vẫn có buồn, tôi vẫn biết có buồn nhưng tôi không buồn. Nó biết nói, nó vẫn có buồn nhưng mà tôi không xài. Bởi vì thầy nó hiểu chỗ này. Chứ đừng nói không buồn, không thương, không giận, không mé, không thích, không nhắc, được. Thành ra cái ông tâm thần, ông ngưng, người chết rồi. Rồi, chết.